Hong Kong. À, mua về làm hộp dịch muối nha, hộp dịch muối. À, 23, chục 23, chục 24. Chính cúc. Ngày 20 ngàn. Hộp gà. Sôi rồi bỏ muối vào thì, một miếng gừng chén đường. Gừng như vậy, chén nước mắm, chén đường, chén nước mắm, một chén đường, gừng, rượu trắng. Cái gì? Rượu trắng. Rượu trắng, à thêm rượu trắng nha. Rượu trắng, gừng, một chén muối. Rồi một đặt đi xóa lại làm lại rồi hả? Rồi hôm nay mình hướng dẫn làm hộp dịch muối. À, 50 hộp dịch. À, sau đó mình rửa sạch để gáo. Gáo xong mình nấu một nước muối 1 ký không? À, ký đi chưa tới. Ký muối ha. À, rồi một miếng gừng. Một chén nước mắm. Một chén đường với một miếng gừng. Hả? Cái gì? Rồi xong mình để nguội, để nước nguội hả? À, nước muối nguội. 50 hộp dịch. À, muối mình để sẵn ở nhà nhiều khi không đi chợ mình có hộp dịch muối. Cỡ bao nhiêu ngày ta? 2 tuần. Mình để 2 tuần nha. 2 tuần là mình có ăn rồi. Có rượu trắng được chưa? Ờ, quên, có rượu trắng nữa nha. Rượu trắng bao nhiêu? Rượu trắng 5 muỗng canh, đừng cho hộp dịch nó tanh. À, rượu trắng 5 muỗng canh, đừng cho hộp dịch nó tanh. Mình để chừng 2 tuần là mình có ăn rồi. Để nhà sẵn, nhiều khi không có đi chợ đi gì đó. Đi làm về mà không có đi chợ được thì mình lấy ra mình ăn. Dự trữ để nhà để sẵn vậy. Khi mình không đi chợ, bữa nào lười lười không đi chợ thì mình lấy sách ra mình luộc rồi mình ăn rồi. À, hộp dịch nha. Hộp dịch bự lắm. Một chục có 20 mấy ngàn. Hả? 23. Một chục 23 ngàn nha. 23 ngàn là coi như là xem chưa tới 1 đô một chục. Có nước muối nè, có miếng gừng nè. À, nhớ mình bỏ hộp cơm vô là coi cái độ mặn của nó phải không. Hộp cơm nữa phải coi cỏ. Nhớ như là bỏ hộp cơm nữa là nó làm sao đó. À, cho nó nguội rồi bắt đầu mình chắc hộp dịch vô keo. Keo xong rồi mình ngâm chừng 2 tuần là mình có ăn rồi. À, mà để ở nhà sẵn gì chừng 20 mấy chục vậy đó. À, mình có ăn rồi. Khi không đi chợ thì hộp dịch muối cũng dễ ăn lắm.
nấu cháo ăn cơm gì cũng được. Bỏ miếng gừng nhớ nha, một chén một muối, một chén nước mắm, một chén đường, năm muỗng canh rượu, một miếng gừng, rồi xong để nguội. Ok, rất là dễ làm. Là mình để sẵn nhà nhé. Hột vịt muối là rất ngon, ăn trứng bự quá trời nè, bự lắm, có hai mấy ngàn rẻ, 23 ngàn chục có loại này. Cái loại cái gì, trồng đỏ trồng gì là sao ta, quên rồi ta. À, loại hột vịt nó cũng nhiều loại lắm nha. Hai loại cái gì, hột gì, loại loại vỏ đó hả? Loại đỏ, trồng màu đỏ với trồng màu cam. À, trồng màu đỏ với trồng màu cam, về trồng nào tương ngon? Trồng màu đỏ mắc hơn. Trồng màu đỏ mắc hơn, trồng màu cam nha, để ý nha. Mua với quê, với mua này là mua ở Cần Giuộc phải không? Mua Cần Giuộc Long An đem lên nè. Đó, bữa chạy buồn quá chạy xuống Long An tính quay video, kiếm quay video cho mấy bạn xem mà không có quay, rồi mua hột vịt về luôn, mua hột vịt về về làm hột vịt muối. À, rồi về xong rồi mình cắt vô keo để quay tiếp. Rồi bye. 3 lít nước, 1 ký muối, 1 chén đường, chén nước mắm ngon, 5 muỗng canh rượu trắng. Có giấm nè, rượu trắng nè hả? Thử mùi cho hột vịt đừng tanh. Rồi cái mình để nguội với một miếng gừng nữa. Gừng nấu rồi, mình nhớ mình lau, mình để cho nó ráo được rồi, ráo rồi lau cho khô, nghỉ đi, lau khô rồi mới tưới rượu vô. Tưới rượu vô rồi mới lấy rồi cho khô nữa ha. Rồi mới chắc vô thùng, cho thấm đầy trứng vô vô hũ. Soạn cái hũ gì nè, đó. À, cái hũ này là đựng mấy chục trứng rồi. Ngay cái mùa vịt này là mình tránh đi ra đường đi nha. Mình làm đồ ăn sẵn hột vịt gì để sẵn, như khỏi đi chợ, khỏi không đi chợ. Tại vì công việc của mình là bắt thường nấu cơm, không thường có cơm có gạo nấu lên cái hột vịt cái luộc chung đi. Mình làm biến luộc cái mình thảy vô cơm cũng được vậy, thảy vô cơm cũng rồi cũng xong là con này luộc sẵn để tủ lạnh được. À, luộc sẵn để tủ lạnh hoặc là để vô cơm cũng được nha. Cơm nó bể ra, bể ra đồ cơm sao ăn. Rồi chặt vô, đổ rượu một cái nữa, mình bắt đầu phải bỏ rượu vô. Ví dụ cho trứng nó thấm thấm, nặng cho nó khử mùi. Ôi gì tưới gì đâu có điều đâu. Hồi em lăn nữa chứ bộ, hồi lăn, cho nó thấm vô cho đừng có mùi ấy. Riêng ta hồi nãy ta lăn trước, người ta mới bỏ. Trời thôi. Nó thấm đều, rượu này cũng mạnh lắm á. Cái này khử mùi cho nó không tanh á. Làm cách ấy. Sao mình lăn? Cái nào ấy. Đó, mình chắc vô hũ, mình đổ rượu vô rồi. Cho một miếng rượu. Thử mùi tanh cho cái thử mùi tanh với cái lòng đỏ nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn. Cái lòng đỏ nó đẹp hơn. À, mình chắc vô hũ.
bộ y tế báo gì. Rồi đổ nước muối vào. Để trong vòng 21 ngày là mình có ăn rồi nha. Nhớ lấy che, lấy cái gì dằn trứng xuống, đừng cho nổi lên mặt nước. Nổi mặt nước thì trứng nó hư. Thiếu nước rồi. Rồi đổ đi. Để chiếc nha. Từ từ cho nó đẹp. Lấy cái bút lông rồi ghi vô đây ngay. Lấy cái gì ém xuống cho nó xanh. Cái gì nó nổi trên mặt nước anh sợ nó hư à. Đổ vô hết. Mấy chục. Năm chục. Lấy cái gì đè xuống đó. Lấy cái dĩa được không ta? Cái tô mũ của mình đó. Lấy cái tô mũ á. Cái dĩa cái đó. Em lấy cái tô mũ á. Lấy cái tô mũ á. Tô mũ ở đâu có xuống rồi ba? Tô mũ đè xuống vậy chứ ai đâu có cái gì nằm bằng đâu. Đâu còn cái gì đâu. Chỉ có tô mũ thôi, tô mũ mới bóp vô cái miệng này được. Cái chén đá thì nó bự, nó bằng rồi, nó đâu có vô được đâu. Cái này vừa không ta? Nó không vô. Có cái tô mũ mà bữa hôm ăn mì gói đó. Rồi bắt đầu mới lấy cái chén nữa, cái chén đá này ăn xuống. Cái tô mũ đó rồi lấy cái chén đá, nó gì đè nó xuống, nó xuống. Tôi mũ bỏ hết hả? Giữa thêm một cái chén nữa. Cái gì nặng nặng đè xuống đó gì? Đó được rồi. Vậy là ngập rồi đó, ngập trứng rồi đó. Có thêm cái chén đá nặng nặng đè rồi, xuống nữa. Cái đá nặng xuống rồi. Rồi, vậy là xong 21 ngày là có ăn nha.